Nhãn hàng Bảo Khí Khang, công ty dược phẩm Phổ Biết hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao, được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, miền Nam đang chuyển mùa, đây là thời điểm để bùng phát những các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là các bệnh hô hấp mãn tính như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính. Vậy làm sao để có thể kiểm soát được hai căn bệnh này và mức độ nguy hiểm của hai căn bệnh này như thế nào? Trong chủ đề của chương trình ngày hôm nay, hen suyễn, viêm phế quản mạn có thể chết bất đắc kỳ tử nếu không điều trị đúng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân 115. Kính chào bác sĩ ạ. Chào MC Thanh Phương, kính chào quý vị khán giả. Vâng ạ, và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ Chiêu Oanh, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình nhé. Mỗi lần ở chỗ này 5-6 bụi, sao giờ chống lơ chống lóc không có bụi nào vậy ta? Chị Dung, nay chị đổi nghề hả? Đổi nghề gì? Lụm ve chai lông vịt. Từ hồ mày biết đánh dần tới giờ đó, rồi biết nhìn đời, có bao giờ thấy ai mà lụm ve chai lông vịt mặc được cho tao không? Ai biết, nhiều khi chị lụm ve chai lông vịt dạng sang sao là lụm hột xoàn, lụm vàng, ở đâu vậy? Ở đâu mà rớt cho mình lụm vậy? Chứ sao xác cái bố đi đâu cơm lụm lụm gì? Bây giờ kìa hỏi nè, em rảnh không? Thì rảnh mới ra đây giỡn chơi cà khịa gì nè. Cà khịa gì nè? Thôi đừng cà khịa, đi làm kiếm tiền đi nha. Em đi đến từng nhà em coi cái chỗ nào mà người ta có trồng cái lá húng chanh á, em hốt về coi chị. Đây em giúp chị cho. Giúp chị đi. Nhưng mà phải có thạo lua. Hả? Thù lao á, chứ không ai làm công công ai bây giờ. À, nói đại đi mà thào lưu. Trời, ba chuyện này chuyện nhỏ. Rồi đi chị Đức. Nhớ hậu hỉnh nha. Ờ. Trời ơi, biết ngay chỗ này nào, hồi nãy đi ra đi đi thấy rồi. Ê, đưa lại. Ê, đưa lại. Đừng mà. Đưa lại. Trời vậy? Đất ơi. Vậy? Tôi bắt quả tang rõ ràng nghe chưa? Nó ghen quá, ba ngày ban mặt nó qua nhà tôi nó cắp giặt kìa. Hiểu lầm rồi anh ơi. Nghe được, em giải thích cái đây, đi. Đây. Em chạy qua trước nhà anh Nghĩa là có mấy cái cây húng chanh á, em mới hái cho chị thôi giờ anh. Nó không ăn cắp giặt đâu mà nó đang giúp tôi đó. Chị đang bị bệnh là viêm phế quản mãn tính. Mà hễ mà trời trở lạnh là cái chị ho đà nó bám đầy cổ. Trời ơi, chị ơi, chị bị vậy hả? Chị ơi, chị ho ghê quá, ho rồi ho. Ho mà té cái rật ra đây luôn à, thì sao? Tử vong chứ sao? Gì ghê vậy? Ê bậy. Nè nè, nói cho chị biết nghe, bị viêm phế quản mạng tính mà không chữa đúng cách này ha, không kiểm soát tốt ha, để tái phát các đợt cấp dễ dẫn đến biến chứng suy hô hấp đó. Chị dùng thuốc kháng sinh nè, rồi thuốc nam, thuốc bắc vậy á, chứ mỗi một năm vậy chị nhập viện 4-5 lần gì đợt cấp đó. Chị ơi chị, cái bệnh của viêm phế quản mạng tính á phải chữa trị đúng cách thì mới có hiệu quả được nghe. Trời ơi, nói vậy là anh Nghĩa biết về mấy này hay nè. Không có biết nhiều trơn trọi mà cũng biết sơ sơ thôi. Muốn hiểu rõ hơn thì mình nhờ bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta làm thế nào để điều trị bệnh hen suyễn nè, viêm phế quản mạng tính đúng cách mà tránh những biến chứng nguy hiểm. Gặp bác sĩ thôi. Đau ho, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bảo Khí Khang giúp giảm đau ho, khó thở, hỗ trợ giảm đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo, đau ho, khó thở. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thuốc chữa bệnh. Dạ, thưa bác sĩ, chương trình có nhận được câu hỏi của một vị khán giả tên là Nguyễn Đình Quang, 40 tuổi, ở Bình Định, chia sẻ rằng 3 năm gần đây, mỗi năm tôi bị viêm phế quản 4-5 lần, lần nào cũng phải dùng kháng sinh cả tuần mới khỏi. Nhưng tôi thấy các triệu chứng đàm ho của mình ngày càng nặng hơn và phải dùng kháng sinh nặng hơn. Không biết có phải tôi bị bệnh viêm phế quản mạn không? Và bệnh có nguy hiểm như thế nào? Không điều trị dứt điểm thì có ảnh hưởng gì hay không ạ? Bệnh viêm phế quản mãn tính là một bệnh đường hô hấp mình chỉ kiểm soát được và không điều trị được. Thường là xảy ra những người trên 40 tuổi có tiền căn thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi nhiều. Để xác định là bệnh nhân có bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không thì bệnh nhân phải có những cái triệu chứng ho, khạc đàm kéo dài trên 90 ngày liên tiếp trong 2 năm. Đối với những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khi mà bệnh nhân rơi vào cái giai đoạn này rồi thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là chức năng hô hấp bệnh nhân sẽ suy giảm, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sẽ giảm và bệnh nhân có thể bị tàn phế, cuối cùng là tử vong. Bên cạnh sự
nguy hại của bệnh viêm phế quản mãn tính thì bệnh hen suyễn cũng rất đáng cảnh báo. Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả được biết là biểu hiện của hen suyễn nó như thế nào ạ? Thì bệnh nhân thường là có những cái triệu chứng khởi phát đột ngột, khó thở, khò khè và nghe ở phổi có những cái ran rít, ngứa cổ hoặc là ho từng cơn. Sau đó thì bệnh nhân đột ngột đi vào cái triệu chứng là khó thở đột ngột, thường và xảy ra từ 4 giờ trở về sáng. Sau khi cái cơn đó có thể nó tự động nó rút lui hoặc là phải dùng thuốc. Những cái bệnh nhân mà bị suyễn thì có những cái triệu chứng của cái tiền can dị ứng. Ví dụ như bệnh nhân dị ứng về khói, về mùi hoặc là khi thời tiết thay đổi, trời đổ lạnh đột ngột hoặc là nóng đột ngột thì bệnh nhân cũng có thể lên cơn. Thưa bác sĩ, như vậy là với cả hai căn bệnh hen và viêm phế quản mãn tính đều có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm. Nếu tình trạng này nặng hơn thì có thể sẽ xảy ra những cái đợt cấp. Phải làm thế nào để kiểm soát được hai căn bệnh này tốt ạ? Hai bệnh hen phế quản và viêm phế quản mãn tính là những bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, cái mục tiêu chính của mình là làm sao để ngăn ngừa được các đợt cấp, các đợt tái phát của bệnh. Để kiểm soát tốt các bệnh này thì chúng ta phải ngăn được là không cho bệnh nhân rơi vào cái đợt cấp. Thì điều trị chúng ta cũng có hai giai đoạn, là giai đoạn bệnh nhân vô đợt cấp và giai đoạn duy trì. Thì trong giai đoạn đợt cấp thì chúng ta cũng phải dùng các thuốc giãn phế quản, long đàm, kháng viêm, kháng sinh nếu bệnh nhân có tình trạng bội nhiễm. Trong giai đoạn duy trì thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các thuốc giãn phế quản, long đàm cho bệnh nhân, khuyến cáo bệnh nhân dinh dưỡng đầy đủ, tập vật lý trị liệu, vẫn chích ngừa cúm, tránh tiếp xúc với các khói bụi và đặc biệt là bệnh nhân nên ngưng thuốc lá tuyệt đối. Trong giai đoạn điều trị duy trì và kiểm soát tính ổn định của bệnh thì chúng ta có thể phối hợp thêm các chế phẩm chiết xuất từ thảo dược, ví dụ những cái sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen, cốt khí củ. Có một số các nghiên cứu đã chứng minh rằng cao lá hen có tác dụng trong việc điều trị long đàm, giảm ho, giảm khó thở. Một cái nghiên cứu tại bệnh viện Nam California của Mỹ cho thấy là trên 90% bệnh nhân sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen giảm tái phát đợt cấp của các bệnh hen phế quản, viêm phế quản mãn tính và bệnh COPD. Kết quả này đã được kiểm nghiệm tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Viện Nam California ở Mỹ và nó đã được đăng tải ở trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed. Thưa bác sĩ, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những sản phẩm hỗ trợ và người tiêu dùng cảm thấy hoang mang trong việc lựa chọn. Lời khuyên của bác sĩ là gì ạ? Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cơ sở kinh doanh chế ra các sản phẩm chữa khỏi 100% các bệnh phổi mãn tính. Tuy nhiên, bệnh suyễn, bệnh viêm phế quản mãn, bệnh COPD là một bệnh không thể chữa được, chỉ có thể phòng ngừa được thôi. Bệnh nhân nên lưu ý, muốn có tác dụng nhanh thì các cơ sở này đã bỏ thêm một số các chất phụ gia vào, ví dụ như các thuốc kháng viêm như corticoid. Do đó khi người bệnh dùng các thuốc này thì sẽ có cảm giác như là có hiệu quả rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, cái hiệu quả đó nó chỉ ngắn hạn nhưng mà tác dụng phụ của nó là rất là ghê gớm. Do đó khi mà muốn sử dụng các sản phẩm này thì người bệnh phải tìm hiểu, sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm này đã được sản xuất từ những cái dây chuyền hiện đại và đã được kiểm nghiệm trên lâm sàng. Cái tính hiệu quả của nó được Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm của Bộ Y tế để cấp giấy chứng nhận chưa. Ngoài ra thì khi mà sử dụng thì chúng ta nên tìm hiểu và tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ. Lời khuyên cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD để lựa chọn sản phẩm điều trị an toàn hiệu quả, người bệnh cần tìm hiểu các vấn đề sau: nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp số đăng ký tiêu chuẩn sản phẩm và Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương chứng nhận an toàn, chọn sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng hiệu quả, sản xuất bởi nhà máy hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP. Nên sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đầm ho khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạng, phổi tắc nghẽn mạng tính COPD. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Nam California và Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đăng trên tạp chí Y khoa Hoa Kỳ. Nhãn hàng Bảo Khí Khang, công ty dược phẩm Phobic hân hạnh tài trợ chương trình này. Đau ho, khó thở là những triệu chứng ở người mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính. Bảo Khí Khang giúp giảm đau ho, khó thở, hỗ trợ giảm đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn và phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo, đau ho, khó thở. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Xin được cảm ơn những chia sẻ mà bác sĩ Chiêu Anh đã gửi đến chương trình ngày hôm nay. Bây giờ sau khi nghe phần tư vấn của bác sĩ, không biết là các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết ra sao. Mời quý vị cùng quay trở lại với tiểu phẩm nhé.
nhờ bác sĩ tư vấn và chia sẻ như vậy á, thì chị mới biết là chị làm sai quá trong cái cách điều trị viêm phế quản mãn tính, là chị dùng thuốc kháng sinh, nguy hiểm ghê chưa? Trời ơi, quá nguy hiểm luôn chứ chị. Chị vậy là chị bị lờn thuốc, mà uống mấy cái loại thuốc đó nhiều khi là tác dụng phụ tùm lum tà la nữa. Chà, coi bộ bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi ha. Bác sĩ có chia sẻ là nên kết hợp phác đồ điều trị mà bác sĩ kê, và khuyên chúng ta nên đi khám và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nhưng mà mình sử dụng sản phẩm nào thì có hiệu quả? Chờ em một chút, em về em lấy ra cho chị liền nghe. Chờ xíu. Đây nè, đó. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ cao la hen, giúp 96,7% người dùng giảm được đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng, đã được đăng trên tạp chí y khoa Hoa Kỳ. Anh, vậy thì mình uống cái này thì bao lâu thì mới có hiệu quả? Chỉ cần sau 5 đến 7 ngày thôi là đàm nó loãng ra, khi đó mình sẽ tăng ho, tống đàm ra ngoài. Sau 30 ngày thì giảm đàm rõ rệt, dễ thở hơn. Uống đủ 3 đến 6 tháng sẽ không còn lo tái phát đợt cấp biến chứng nữa. Trời, hay quá. Vậy là cái bệnh viêm phế quản mãn tính của chị là bây giờ là có cách chữa trị rồi. Nè, tặng chị hết luôn đó. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.